Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Chúng ta không còn lạ gì với những kiểu thiết kế điện thoại dạng mô đun thụt thò, tay thỏ, giọt nước, rồi thì đục lỗ, bởi tất cả những điều đó chỉ nhằm mục đích chung là giúp cho màn hình điện thoại trở nên tràn viền hơn, hoàn hảo hơn so với những thiết kế màn hình truyền thống như là 16:9 hay là 18:9 gì cọp nữa. Tuy nhiên thì sự sáng tạo của các công ty di động vẫn chưa dừng lại ở đây, mà có không ít các hãng sản xuất đã đăng ký thêm các bằng sáng chế với những thiết kế cực kỳ dị. Cách đây gần một năm, ZTE đã từng tung ra một nguyên mẫu mang tên là tảng băng Iceberg và đặc điểm chính đó chính là có tới 2 tay thỏ. Thì ngay sau đó không lâu, Sharp cũng đã ra mắt một mẫu điện thoại thực sự với thiết kế 2 tay thỏ mang tên là Oppo R2 Compact và Oppo R3. Điều này sẽ nói lên ý gì? Rõ ràng rằng chúng ta sẽ không thể coi những thứ trên bằng sáng chế chỉ là những thứ trên giấy tờ, bởi vì trước áp lực làm mới và sự sáng tạo khác biệt ngày càng gay gắt như hiện nay thì các nhà sản xuất sẽ có thể làm bất cứ điều gì miễn là giúp họ trở nên tách biệt với phần còn lại của thế giới di động là được. Vậy thì điều này cũng đang mở ra một thực tế rằng rất có thể những thứ mà các nhà sản xuất đăng ký được trong hôm nay sẽ có thể trở thành hiện thực vào ngày mai, và có một cuộc đua thiết kế đang dần đi vào ngõ cụt, cũng là lúc những lối thiết kế phá cách hay thậm chí là dị hợm lên ngôi. Chẳng cần phải nói đâu xa, để phục vụ cho một ngôn ngữ thiết kế duy nhất mang tên là màn hình tràn viền mà các nhà sản xuất di động đã cho ra không ít những kiểu thiết kế cực kỳ dị, mà kể cả khi mới mô tả trên giấy tờ thôi thì cũng đã khiến cho không ít người phải mắc chữ A miệng chữ O và không tin rằng lối thiết kế đó có thể tồn tại được trên di động. Thực ra thì điều này cũng khá là bình thường thôi, bởi cũng như là chiếc Oppo Find X đã ra mắt cách đây một năm tuổi, trước khi cho ra mắt thiết kế này thì đâu ai nghĩ rằng có một lối thiết kế thụt thò thịnh hành cho đến bây giờ. Chẳng thế mà mới đây thì người anh em của Oppo là Vivo đã bắt đầu có những động thái tương tự, không còn lối thiết kế thụt thò modern thông thường nữa, mà lần này thì Vivo sẽ chơi lớn hơn hẳn khi mà thay vì sử dụng tay thỏ hay là ống kính trượt thì công ty Trung Quốc thiết kế 2 chiếc sừng để chứa camera trước của điện thoại. Bạn không hề nghe nhầm đâu, bằng sáng chế mới về thiết kế mới của Vivo vừa được thông qua và trang Letscrow Digital đã trích dẫn lại. Theo đó thì Vivo đã trình làng 2 mẫu thiết kế smartphone khác nhau, trong khi phiên bản smartphone thứ nhất thì có hệ thống camera được đặt ở 2 bên trên đỉnh máy, trông như là 2 chiếc sừng hay là giống như một chú ếch trong phim hoạt hình vậy đó. Còn ở phiên bản thứ hai thì hệ thống camera cũng được cong lên và được đặt ở chính giữa. Thiết kế này khá là giống với ý tưởng của Huawei đã được tung ra cách đây hồi đầu tháng, với điểm nhấn chính là thiết kế của sản phẩm không hề tồn tại nốt ruồi hay là tay thỏ, mà thay vào đó thì phần camera sẽ được đặt ở vòm phía trước trên đỉnh máy. Có thể thấy có một điểm thú vị nhất và chung nhất giữa các bản sáng chế này là nó đều xuất phát từ những hãng sản xuất Trung Quốc, bởi không chỉ có Oppo hay là Huawei mà thậm chí cả Xiaomi cũng hứa hẹn là tham gia lấn sân chơi thiết kế dị. Trong một bằng sáng chế mới được công khai hồi tháng 4 thì một thiết kế điện thoại trông như robot của Xiaomi cũng đã gây ấn tượng. Smartphone này sẽ có camera dạng lòi ngược với 2 ống kính như cặp mắt của người máy. Nhìn chung thì tất cả những bằng sáng chế trên đều đang cho thấy một thực tế khá là thú vị, là với phần đông các công ty Trung Quốc đang cố gắng tách khỏi cái bóng quá lớn mang tên là Apple hay là Samsung, mà thay vào đó là những bước đi để tạo sự khác biệt cho chính bản thân mình. Dù sao thì đó cũng là những nỗ lực đáng để ghi nhận, nhưng cần lưu ý rằng những kỳ vọng này phần lớn chỉ nằm trên giấy tờ và sẽ rất khó để thấy chúng được hiện thực hóa trong tương lai gần. Vừa rồi là những chia sẻ của TechMag về những bằng sáng chế có thể nói là cực kỳ dị để có được màn hình tràn viền 100% của các hãng di động đến từ Trung Quốc. Các bạn khán giả của TechMag cảm nhận gì về những thiết kế này thì chúng ta hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMag.